À, rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phong thủy tài lộc của chúng tôi ngày hôm nay. À, lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn những nội dung như sau. Và tiếp theo trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 9 cái vật phẩm phong thủy nên đặt trong nhà và cái việc sắp đặt như thế nào để cho nó phù hợp, mang lại cái sự phú quý, giàu sang cho gia đình. Thì theo phong thủy thì chỉ cần đặt đúng những cái vật phẩm mang tài lộc này sẽ giúp gia chủ cải thiện được cái đường tài lộc, mọi việc sẽ hanh thông và thuận lợi hơn. Theo kinh doanh, một số người thường gặp nhiều may mắn, nhờ vậy mọi công việc của họ đều hanh thông thuận lợi. Còn theo phong thủy thì để đạt được cái sự thành công, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, bạn cũng cần phải quan tâm đến cái yếu tố phong thủy. Những cái vật phẩm phong thủy sau đây nếu được đặt đúng chỗ có thể sẽ giúp bạn thu hút được tài lộc. Thứ nhất là cốc ba chân ngậm tiền vàng. Theo phong thủy, gia chủ có thể hút nhiều tài lộc vào nhà bằng cách là sử dụng cốc ba chân ngậm một đồng tiền xu trong miệng. Linh vật tốt lành này sẽ giúp mang may mắn vào nhà cửa. Khi đặt cọc tài lộc, gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào đối diện với cửa trước của nhà để có hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất nên đặt một con cọc hướng ra ngoài để thu tiền và một con cọc quay vào nhà để mang tiền vào nhà. Mặt khác, gia chủ cũng có thể để những con cọc tài lộc dưới bàn, đằng sau chiếc ghế dài hoặc trong các cái khu vực kín đáo khác trong nhà để cọc có thể mang lại may mắn. Nhưng cần lưu ý là không nên để nó trong phòng ngủ. Và cái thứ hai là cái vật phẩm thứ hai đấy là cái thuyền buồm phong thủy, biểu tượng cho cái sự giàu có. Theo nhiều câu chuyện từ xa xưa trở về sau, những cuộc chinh phạt khác nhau, các con tàu mang đầy ắp của cái đồ đạc cập bến cảng với sự gieo hò của rất nhiều người. Cũng vì thế mà con tàu mang cái hình ảnh việc chở đầy của cái, biểu tượng của sự giàu có sung túc. Vì thế một con tàu nhỏ được đặt lên bàn làm việc cũng mang rất nhiều cái ý nghĩa. Bạn nên để con tàu theo hướng ngược lại với cửa ra vào, hàm ý con tàu mang nhiều của cải đến gia đình bạn, tránh để con tàu hướng ra phía cửa ra vào. Ngoài ra, bạn cũng nên đổ đầy tiền xu vào trong con tàu, biểu tượng con tàu đang chở những kho báu khổng lồ đến với gia đình bạn. Thứ ba, đấy là cây kim tiền, biểu trưng cho thịnh vượng. Theo các cái nhà phong thủy, kim tiền là loại cây biểu trưng cho sự thịnh vượng, với lá có hình giống với trái tim và mùi thơm mát. Kim tiền là loại cây tốt lành nên được đặt ở trong nhà. Cây kim tiền biểu trưng cho cái sự tăng trưởng và rất tốt cho đường tài lộc. Gia chủ nên đặt loại cây này ở khu vực phía đông nam của ngôi nhà, đó là góc phổ biến để kích hoạt may mắn tiền bạc. Cây kim tiền cũng có thể được đặt ở phía đông hoặc nam. Bạn có thể có những cây này trong phòng khách hoặc văn phòng của bạn, nhưng không bao giờ nên đặt chúng trong phòng ngủ hoặc phòng tắm của bạn. Cái vật phẩm thứ tư là kho báu vàng, lọ phong thủy. Theo phong thủy, gia chủ có thể tự tay làm một kho báu vàng trong nhà để đón nhận vận khí may mắn. Trong kho báu này, gia chủ có thể để những cái thỏi vàng giả hay những cái viên ngọc có nhiều màu sắc để biểu trưng cho tài lộc được tập trung tại ngôi nhà. Kho báu theo phong thủy này sẽ mang đến một cái nguồn tài lộc dồi dào, và nếu được đặt ở khu vực sinh hoạt chung, nó sẽ giúp thu hút nhiều của cải và vận may đến cho ngôi nhà. Để có kết quả tốt nhất, hãy đặt ở khu vực phía tây, tây bắc hoặc phía bắc của khu vực phòng khách hoặc phòng bếp. Và tự tay bạn cũng có thể tạo ra một chiếc lọ phong thủy cho riêng mình. Chiếc lọ phong thủy sẽ chứa những cái vật phẩm quý giá của bạn và được đậy nắp lại. Lưu ý, chiếc lọ này không được phép mở. Theo phong thủy, nếu bạn giấu kín chiếc lọ phong thủy này trong phòng ngủ hoặc trong tủ, vận khí tài lộc sẽ có thể tăng lên nhiều. Tuy nhiên, đừng bao giờ để lọ phong thủy này ở đối diện với cửa trước, vì điều này tượng trưng cho sự giàu có của bạn đang cạn kiệt. Năm là cá rồng phong thủy. Cá rồng vàng phong thủy là biểu tượng cho cái sự giàu có, may mắn và hạnh phúc. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, nhiều doanh nhân nổi tiếng đã chia sẻ rằng vận may của họ có được là nhờ nuôi cá rồng trong văn phòng. Theo phong thủy, cá rồng với những chiếc vảy cứng
khiến người ta liên tưởng đến những đồng tiền vàng. Tuy nhiên, gia chủ nên đặt tượng cá rồng vàng trên bàn làm việc hoặc vị trí trang trọng trong ngôi nhà. Còn nếu nuôi cá rồng, gia chủ cũng cần đặt bể cá ở cái vị trí đẹp và thường xuyên lau dọn khu vực này. Thứ sáu là đồng xu vàng, biểu tượng của sự thịnh vượng. Những đồng xu vàng này có hình tròn với một lỗ hình vuông ở trung tâm đại diện cho cái sự hòa hợp của trời và đất. Theo người xưa, ba đồng tiền xu được buộc dây đỏ và để trong túi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều may mắn. Ngoài ra, gia chủ có thể treo 9 đồng xu phía trên cửa trước của ngôi nhà để hút tài lộc và may mắn vào nhà bạn. Treo 6 đồng xu trong xe ô tô giúp mang lại những chuyến đi vui vẻ và những điều tốt đẹp mỗi khi bạn đi xa. Còn nếu dán 9 đồng xu vào mặt dưới của bàn làm việc hoặc dán 3 đồng xu cho tất cả các cái tập tài liệu quan trọng thì công việc sẽ luôn thuận lợi thành công. Thứ bảy là cái trang sức phong thủy. Để có được cái sự nghiệp may mắn và cái việc kinh doanh đạt được cái hiệu quả tốt nhất, hãy chú tâm đến cái việc là chọn trang sức phong thủy. Theo phong thủy, đeo dây chuyền có mặt hình con rồng vàng có thể mang đến nhiều may mắn và thành công. Còn nếu đeo 9 đồng vàng trên cơ thể có thể biểu trưng cho cái sự may mắn của trời đất. Tuy nhiên thì người đeo trang sức nên tìm hiểu về mệnh và màu sắc hợp mệnh để có thể chọn được những cái màu sắc phù hợp nhất. Thứ 8 là cây tài lộc phong thủy. Cây tài lộc biểu trưng cho cái sự tăng trưởng và phát triển, do đó nó có thể giúp mang lại vận khí tốt hơn cho gia chủ, cải thiện khả năng tài chính. Nên chọn những cái cây tài lộc có bộ rễ hoặc chất đầy những cái đồng tiền vàng. Đây là biểu trưng cho cái sự phát triển thịnh vượng. Theo phong thủy, nếu đặt cây tài lộc đúng chỗ trong nhà có thể giúp tâm trí bạn thông suốt, giúp giải quyết mọi việc thuận lợi. Còn nếu đặt cây tài lộc ở văn phòng, bàn làm việc sẽ giúp các cuộc đàm phán kinh doanh dễ dàng hơn. Và thứ 9 là tranh phong thủy bảy cá chép. Theo các cái nhà phong thủy, dưới bàn ăn nên đặt tranh cá chép bởi đây là cái hình ảnh biểu trưng cho cái sự may mắn và dồi dào cho gia đình. Trong phong thủy, sau hai linh vật chiêu tài, kim tiền là tỳ hưu và thiềm thừ bằng đồng. Cá chép cũng được xem là cái linh vật phong thủy có khả năng chiêu tiền kim tài, mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ với hình ảnh cá chép ngậm ngọc. Nếu để hình ảnh cá chép trong phòng ăn sẽ giúp các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, gia đình thuận hòa, mọi việc thuận lợi. Quý vị thân mến, chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 9 cái vật phẩm phong thủy. Tuy nhiên thì cái thông tin trong cái video này cũng chỉ mang cái tính chất là tham khảo. Mong rằng chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Phong Thủy Tài Lộc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.